Em đi nè, đây tình yêu là mọi người kiểu mới, làm kiểu mới, em chia sẻ cho tình yêu đó. Nếu mà em muốn thì đưa cho một ra ngoài nha. Mọi người là một đi một. Long time no see thiệt mà. Hôm qua hôm nay là 24 tiếng rồi. 24 tiếng hồi rồi. Cái này là mình làm xong đó, mình còn làm một cái ở phía sau nữa nha, chưa có xong. Nó chưa có xong đâu. Nó còn nhiều cái phía sau lắm. Từ khi em có bầu một liều lên mình phụng từ trên xuống dưới nha mọi người, nhớ là bỏ một liều phụng từ trên xuống dưới. Happy New Year Thảo, cho nghe nói tiền nó có ngày làm ăn được không Thảo? Nghe nói sang năm mới thì đông khách lắm hả? Đó, nhớ là mình đắp một liều là mình đắp đi móng nha mọi người, mình đắp nguyên móng á, chứ mình làm cái màu nó mỏng á, mình không có làm dày là nó gãy á. Tí xíu mình còn làm phía sau nha, chưa có xong. Đẹp nhất đất luôn. Cỏ chưa có về em ơi. Cỏ anh ít nhất phải tháng 2 mới có em ơi. Tháng 2. Tháng 2, tháng 3 mới có. Cái này mình gọi là ombre 3 màu. Nhưng mà nó 3 màu này là 3 màu ngược. Một nửa này nửa kia. Hello thầy Hiểu Trần. Nhớ đắp mỏng thôi nha, nhớ cái cục lưu này nó mỏng thôi, nhớ không? Nè, bỏ chấm giữa nè, bỏ chấm giữa nè, xong rồi đẩy cho nó mỏng nè, đó, ghi cái tay nó xuống, nhớ là bên đây là đưa nó ra xong rồi kéo từ từ, một nửa là kéo lên nó mỏng nè, kéo là kéo dài xuống cho nó mỏng nha, chứ không phải là kéo mỏng một cái ấy không đâu, nó mỏng, mỏng ở nửa chỗ này nè, cái cọ đập nè, ở giữa nè, cho nó mỏng, chi khi mình bỏ cái mộc kim lên nó mới khô và bỏ cái mộc lưu, nó mỏng nè, thấy chưa? Cái cỏ của mình phải làm sao cho nó đẹp đó. Khi nó mỏng, nhớ thấy nó mỏng không? Nó mỏng không? Đó, nó mỏng. Nè, cái này nó mỏng này, cái này cho nó mỏng. Xong rồi mình bỏ cái phim lên nó mới khô và được cái blue. Đúng không? Đó, mình bỏ lên như vậy thì mình ém bên đây cho nó đẹp. Xong rồi mình bỏ cái màu phim bên đây nó mới khô và nổi nè. Có nó khô và mới nổi nè. Nè ha, mình bỏ lên là thấm xuống chút xíu nè. Bỏ trên giữa nè. Bỏ trên giữa nè. Đó, xong mình đẩy lên nè. Đẩy cái màu phim lên nè. Đó, đẩy cái màu phim lên cho nó mỏng như gì trơn á. Đó, xong rồi đưa xuống nè, đưa xuống nè, đưa xuống nè, đó, đưa xuống nè. Đưa đừng có cho nó qua bên cái mọc lưu nhiều quá, hiểu không? Đừng có cho nó qua cái lưu nhiều quá. Là mình đưa xuống nè, đó, cho mình quẹt nè. Vô là cho mình quẹt nè, đó, quẹt nè. Quẹt xuống, đó. Quẹt nè, quẹt thấm, thấm. Chỗ nào nó thiếu mình cho nó thêm miếng. Đó, đó. Chỗ này nó thiếu nè, chỗ này nó thiếu mình cho nó thêm miếng nè, chỗ này nè. Thiếu mình cho nó thêm, đừng có sợ, mình còn một cái món ở phía sau nữa nha, chưa có xong. Chứ em đừng có nghĩ là nó như vậy không đâu, nó còn cái phía sau nữa. Mình làm cho nó đẹp. Hôm nay làm sao để con vui vẻ mà không có hay là buồn vậy? Anh ơi làm sao để con vui vẻ mà không có hay là buồn? Em nói gì mà không hiểu cái chân vậy Cường? Đầu năm em uống thuốc chưa hả? Đầu năm em uống rượu nhiều quá em phải uống thuốc nghe không? Đừng bắt chước giống anh nghe không? Nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết trơn hết trọi. Cái gì mà anh ơi làm
sao có công nghệ mà nó không biết mình vậy là sao, tắt đèn đi cưng. À, mỗi lần mình vô phòng nó không muốn, nó không biết muốn nó không, mình không muốn, nó không biết mình đó, mình tắt đèn đi, nó đâu thấy mình là ai đâu, nó tưởng thằng hàng xóm nó khoái quá chết cha luôn. Rồi giờ mình chuẩn bị đắp một ly từ chân dưới đó. Để nó vô cho nó ra. Sao là bỏ một ly nha, một ly nè. Em kêu anh, em hỏi anh là anh không biết được trả lời luôn. Giống như là giống như con ghẹ mà nó nói gì đó là ê, anh ơi em không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa đó, là mình phải tắt đèn liền. Thế tí xíu mình bỏ cái tuyệt chiêu lên của mình đó là nhất cái nách luôn, bảo đảm luôn anh chị em luôn, bảo đảm là anh chị em thế nào anh chị em cũng copy cái bộ điều này đó. Tí xíu nữa mà anh chị em thấy tình yêu làm xong rồi á, trời ơi bỏ cái kêu lên nữa là bá cháy một chiếc luôn. Giờ mình chưa thấy thôi, mình thấy cái màu nó đã đẹp rồi, thấy không? Tắt đèn ăn nhớ hả anh, tắt đèn ăn gì hả? Ăn gì Lộc, em muốn ăn gì Lộc? Lộc ơi tắt đèn em muốn ăn gì? Đừng có bắt chước nhiệt trường nha. Em muốn ăn xào lông đó nhớ không? Tại sao thích ăn còn xào lông? À, tại con xào lông nó có lông. À, được nghe nhiệt trường nó hát bản nhạc đó không? Ừ. Mình ém cái cọ bên đây nè. Thấy cái điều ém cái cọ bên đây nó mỏng không? Thấy nó mỏng với lớp với cái phần bên đây không? Để khi mình bỏ bột lên nó mới khô và nổi cái màu xanh. Nhớ nha, tình yêu nói nhiều lần lắm rồi đó. Nhưng mà cái này không quan trọng, cái này mình làm sao nó cũng ra đó. Mình làm không có sợ nó, không sợ nó lên gì trơn á, nó không cần nó lên đâu, tí xíu nữa nhìn nó sẽ lên. Mình bỏ màu hồng trước hả? Mình bỏ màu hồng trước á cũng được, nhưng mà nó không có đẹp em ơi. Tại vì cái màu xanh nó chỉ lợt lợt thôi nó mới đẹp, chứ cái màu xanh nó nhiều quá nó không đẹp, hiểu không? Cái màu xanh mà nó nhiều quá thì nó không đẹp nên đệ tử. Cái màu xanh nó không có nhiều, còn màu hồng nó phải che cái màu xanh nhiều đi, hiểu không? Chứ em bỏ cái màu xanh nhiều quá đó, màu xanh nhiều quá nó không đẹp đó. Ví dụ như anh nói với em nghe là em bỏ cái màu hồng lên đó, nó che cái màu xanh nhiều nó mới đẹp. Tại vì các em thấy không, nhìn nó ảo hơn là em bỏ cái màu xanh ở dưới, cái màu xanh ở trên nó, cái màu xanh ở trên nó làm cho cái bột nó không có ảo, nhìn cái màu nó không có ảo. Còn cái này mình bỏ cái màu hồng nó che đi, cái màu xanh nó sẽ ảo hơn đó. Nó ảo giống như việt thảo gì đó, mình phải làm sao cho nó ảo, nhìn là ảo, hiểu không? Chứ em làm mà nó ra cái màu xanh nó nhiều quá, trên cái màu hồng nhiều quá nó không đẹp nha. Nhớ là như vậy. Hola, cómo está, mami? Đó, bây giờ mình ém nó vô là cho nó vô cái coffin, tí xíu mình dũa cho nó dễ. Cái ao ba người ta ngoài Bắc là sao? Trời ơi, hôm nay đầu năm mà năm mới 2021 có nhiều tuyệt chiêu quá. Giống cái gì? Giống cái áo ba tà là giống áo gì ông kệ? Cho anh Bùi. Hello, em là Bùi. Giống cái áo ba tà là cái áo gì? À, em đi chùa Hương á. Em có tin, mọi người có tin là hả, tôi đi ra ngoài Huế, tôi là người Huế mà tôi mua kẹo, tôi mua đồ, tôi nói chuyện với người Huế mà nhờ thằng Huế nó thông dịch không? Tôi là người Huế mà tôi đi ra Huế, tôi chẳng nhờ cái thằng Huế nó thông dịch tiếng Huế, đọc không? Mình là người Huế mà mình nói tiếng Huế với người ta mà người ta không hiểu, nhờ cái thằng người Huế nó thông dịch dùm. À, tôi kể câu chuyện này nghe, tôi đi ra ngoài Quảng Điền đó, mà Quảng Điền mà thuộc bên trong đó nha. Vô trong sâu thiệt sâu. Cái đầu tôi mua cái kẹo sinh gâm, mình nói kẹo sinh gâm thì nó không hiểu, đúng không? Nó kẹo sinh gâm đâu có hiểu đâu. Rồi mình nói là bán cho em cái kẹo cao su đi. Cái bà kia bà hỏi kẹo cao su là gì. À, cao su là gì, tôi hỏi gì cao su không hiểu hả? Mình cũng giờ mình đâu biết nói tiếng địa phương đâu,
Xong rồi cái thằng kia nó lại, nó mình kêu cái thằng nó lại hỏi với em ơi, em anh muốn mua cái cục kẹo cao su á, cái cục kẹo cao su để mình nha, là kẹo xinh tâm á. Thì cái thằng đó nó nói với bà là mẹ 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 bạn cho hẳn cái kẹo cú su đi, à, kẹo cú su mày hiểu chứ con kẹo cao su không hiểu. Mệt thế nè, người Huệ mà thống dịch cho người Huệ luôn á. Bây giờ tiếng Nam á, người Việt Nam mà thông dịch tiếng Việt Nam mới đọc chứ. Mấy anh làm ơn viết có dấu giùm tôi nha. Mấy anh mà viết cái dấu gì mà tôi đọc tài liệu học me. Tôi là mới học mới có lớp 3, cô giáo chết mẹ nó nghỉ, cô học lớp 3 cô giáo chết rồi mà kêu tôi đọc từng chữ rặng từng chữ mà không có dấu sao tôi hiểu được. What's up, Johnny? Long time no see, man. Sao sao vậy, có gì hiểu tên không vậy? Phải anh mắc gốc đâu mà tại vì á, ở mỗi vùng miền nó nói chuyện khác nhau em ơi, chứ mắc gốc gì đâu, anh mà gốc gì, anh nói chuyện người ta còn hiểu mà, ở chỗ dùng của anh nó hiểu mà. Chứ sao không hiểu đâu, ở chỗ dùng của anh nó hiểu mà tại cái dùng khác mà không hiểu thôi. Kẹo mà kẹo cu su, kẹo cu su là kẹo gì, nhưng mình là mình nói kẹo cu su là gì là mình không hiểu đó, đúng không? Kẹo cao su thì mình hiểu á. Quốc khách hả? Đúng rồi, kẹo cao su nghe ngọc bích. Cái kẹo cao su là nó không hiểu. Hay là người Huế, mình nói tiếng Huế phải thằng nhờ thằng Huế thông dịch. Không có rắn mô, không có rắn mô. Có mè miên. Bà người Huế quen bà người Nam, đi vô trong Nam chơi, xong rồi bà về Huế. Bà mời cái nhà bà người Nam đi ra ngoài Huế chơi. Thì một hôm có bà người Huế, bà lạnh quá, bà đi ra ngoài ngoài Huế, bà thăm bà người Huế, thăm cái bà bạn người Huế. Đi vô nhà thì có con chó nó ở trước cửa đó, thấy không? Con trước cửa nó nằm trước cửa, bà đi vô bà sợ, bà người Nam bà đi vô bà sợ. Bà người Huế ở ngoài trọt, ở trong nhà trọt miệng ra nói chứ, không còn rắn bố, không còn rắn bố. Xong rồi cái đầu con mẹ người Nam mới nói, bà tức quá, bà nói mẹ nó có nguyên cái hàm răng đó, không có răng bô gì. Nhiều khi mỗi vùng miền nó nói chuyện khác nhau, đâu có ai hiểu đâu em. Không còn răng mô, răng chà bá lửa đó kia không có răng. Sao vậy anh, là tiền thì nghe ụt vô quá hả? Người hỏi nội chiến nghe ụt vô cái này, nhớ bỏ một liều lên nha, bỏ một liều từ trên dưới nè. Người Huệ mà nội chuyện nghe Huệ nghe ụt vô, nghe chỉ mà vô hầu. Bạn già tôi nó cười kìa, bạn già tôi nó cũng Huế đó, nó là mắm ruốc luôn á. Cái này mình làm xong nó còn một cái phía sau nữa nha mọi người, nó còn một cái phía sau rất là tuyệt vời, mọi người nhớ cố gắng coi cho nó hết để tôi có nhiều cái view thôi, coi gì mà coi nửa chừng bỏ chạy hết trơn. Trời ơi, ngày nào tôi cũng làm ra cho coi. Anh có nghe câu chuyện lịch sử khi hai bà chân kéo quần tới đầu giặt dậy tới đó chưa, chưa em? Anh kể anh nghe với. Em kể anh nghe với, nhớ nha, cục bột của mình là mình bỏ dưới này nè, đó là xong rồi mình mới đẩy ra nó mới mỏng nè, đẩy lên nó mới mỏng nè, đó đẩy lên nó mới mỏng nè, thấy chưa? Chứ mình để là nó, tại vì nó nằm một nửa một bên á, nhiều khi nó sợ nó chảy á, mình sợ nó chảy á, cho nên mình phải bỏ ở dưới, mình đẩy lên nó mới mỏng, chứ mình bỏ ở dưới á, nó dày á, bỏ sát bên trên là nó dày là mình không vấy được. Happy New Year. Trời ơi, New Year là phải say em, nhiều khi mình say say cho đến cho mùa xuân mới đến chứ. Mình say đi mình mua rượu nhiều. Mình mua rượu nhiều kinh tế nó mới lên được. Đó, nhớ cái màu pin này, cái màu pin này bỏ lên nè, bỏ lắp cái màu xanh này, thấy không? Rồi mình đẩy lên là thấy tình yêu đẩy lên không? Đó, đẩy lên là xong rồi đưa xuống nè, nhớ là đừng có đưa qua nhiều quá đó, đưa là thấy chưa? Giống như mình lắp bột thì chứ mình không có vuốt ombre được đâu. Đó, xong mình để tới đây nè, đó mình để tới đây mình thấy nó khô vừa không? Đó, mình vuốt nè, đó mình vuốt bột nè, xong mình kéo nó xuống nè. Đó, kéo nè, thấy chưa? Tự động là nó sẽ khô vừa cái đó. Rồi xong rồi mình lấy miếng nước nè. Rồi mình dập này đó, dập thấy tình yêu dập không? Nó dập này đó là nó sẽ tan cái bột ra, nó mới lôi ra, nó mới ra cái ombre được. Chỗ nào nó thiếu một chút thì mình cho, thiếu một chút thì cho nó vô. Rồi mình dập là mình kéo rồi, đó, dập là mình kéo rồi. Mình dập cho nó mỏng ra mình mới kéo được, chứ không thôi mình kéo là nó dày. Mỗi cái cách làm nó khác nhau nha mọi người, nó khác nhau hoàn toàn.
đâu, anh đâu có biết khiêu vũ đâu em. Anh mà khiêu vũ gì anh nhảy ra kiểu đồng quê của anh đó, nhảy mà gọi là nhảy chàng hãng anh biết không? Ở dưới quê anh là nhảy chàng hãng, nhảy có kiểu một à, nhảy chàng hãng. Mà mẹ có biết nhảy đâu, anh đâu có biết nhảy. Nhà nghèo ba má đông hồi đó, nhà anh nghèo con cái đông, tiền đâu đi học nhảy em. Anh nhảy luôn không đó chứ, ở dưới quê anh toàn nhảy mưa nhảy luôn không à, cho nên qua mẹ em chơi kiểu đó. Rồi nhớ em một cục bột còn rê thì cho những dưới hai phần nữa đẹp. Làm kéo tay quá em trai, chị muốn học nhưng sao quá không có điều kiện. Nhà em không có điều kiện, nhà chị em có điều kiện hả? Trời ơi sao tội nghiệp vậy. Mấy người nào mà than than tôi thấy thì dễ thương quá, đừng có tôi phi nha. Xa thì xa, máy bay nó bay tới mà chị. Lâu quá mới thấy anh tình yêu làm like, anh làm like everyday mà lâu vậy em. Anh like everyday luôn, anh chúng em chịu like, nhảy anh cũng like đó thấy không, hát anh cũng like nữa. Làm nail anh cũng like là không nói rồi, làm nail là like không nói rồi phải không, nhảy cũng like nữa mà hát cũng like luôn. Nhớ giúp bột xuống nha, tí xíu làm xong anh chị em. À đi chơi về không muốn làm gì thôi đi, gì thôi ở nhà luôn đi cưng, ở nhà đi đừng đi làm nữa. Giái trời giái đi à, đứng kế bên địa tôi giái ông địa cho con chút số. Nhớ vỗ hai bên cái cạnh này nè, nó vỗ là vỗ cái vỗ phải nằm nghiêng nè, nó vỗ nằm nghiêng nè, nó vỗ nhẹ nhàng không cần phải vỗ mạnh đâu, vỗ nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi, vũ anh có rồi nè, chữ anh tình yêu nè, 80-80 nè cưng. Vũ lá anh có rồi. Cái này tí nữa là cái kia là nó đẹp nhất nét luôn. Chưa xong, chưa xong. Cái này nó làm nhẹ nhẹ nhàng dễ ăn tiền lắm, cái này làm nhẹ nhàng dễ ăn tiền đẹp lắm. Nói hết hàng là sao, ai nói hết hàng đâu, bữa bữa bán hết nhưng mà chưa hàng nó chưa ship xuống, bây giờ nó ship xuống rồi. Lộc ơi mua đi Lộc. Mua về vụ đã thì điều vụ mấy chục con là cái này nó hay là khi mình chùi cái nó hết nè, chùi cái nó mắc liền thấy không, thấy giờ là xem coi hết. Có nhiều cái giũa nó hổng nó đang đứt tay khách. Tí xíu xong nó tình yêu làm một món lên nữa là nhức cái đất luôn. Tình yêu tên tên thương hiệu hay tên thật vậy sư phụ? Ồ tên em là tên thiệt á, tình yêu tên thiệt á. Nói chứ làm có tên thiệt là tên tình yêu, trời ơi lấy cái tên tình yêu nó chữa cha thế mẹ luôn nè, tình yêu mà nó vui vẻ thì nó cũng kiếm mình thấy không, nó cũng nói cái tên của mình ôi tình yêu hạnh phúc quá à, xong rồi khi mà nó yêu nhau không được rồi chúng nó cắn nhau, chúng nó cũng đem ra chúng chửi thấy không, đồ cái thứ tình yêu bất dạy chửi tôi vui buồn nó cũng đều có hết á. Tôi đặt cái tên này nhiều khi nó cũng quân bình tỷ số đó, quân bình có lúc nó chửi tôi có lúc nó cũng khen tôi nữa. Hai bịch hả? Sao hỏi anh có biết em không đó, hỏi anh có biết em không, nguy hiểm lắm, anh có biết em không, nói biết cái là gửi hai bịch qua liền theo, nguy hiểm lắm. Mới chúc anh nhiều sức khỏe và kiếm thật nhiều tiền nhé. Dạ em cảm ơn em nha. Anh thì anh cũng chẳng có mong kiếm nhiều tiền đâu em, nhiều khi anh nói anh kiếm vừa đủ xài thôi, thấy không? Anh cũng kiếm vừa đủ xài thôi, chứ anh kiếm nhiều quá anh ngồi anh vỗ đít mọc ghẻ luôn chết luôn. Giờ em cũng kiếm nhiều tiền mà em cũng phải làm chứ em đâu ngồi không đâu, anh là chỉ hy mong cầu mong sao kiếm vừa đủ xài đó, chứ mà ngồi đây mà vỗ từ sáng tới chiều everyday chắc chết rồi. Cái kiểu này mà ngồi từ sáng tới chiều là bảo đảm em mong em là thành dưới đất luôn.
nhớ giữa cái đầu giữa nhỏ nha, giữa đầu giữa nhỏ là hạn chế em nhớ, để máy lớn thì lớn nha, đừng có để máy nhỏ nha mọi người, máy lớn thì mà lớn giữa. Anh nói gì? Anh nói còn ghê. Không hiểu anh cho đây, anh viết anh có dấu giùm, anh viết có dấu giùm em, anh cho đây, anh nói em không hiểu gì hết. Em mới học lớp 3 rồi, cô giáo ở trong quê nhà nghèo, hồi học lớp 3 em bị nghỉ rồi cho nên em không có hiểu, phải có dấu em mới hiểu. Ok luôn nha, nghe Bùi nhớ nha, nói là phải làm đó, chứ đừng có nói với tôi là em qua anh rồi mai mốt hôm qua rồi khổ lắm á, anh nhớ hoài chị ơi, tội nghiệp lắm nha. Nói là phải làm, hết dịch là phải qua nha, chứ đừng nói suông nha. Sờ vô nó không có bén, hiểu không? À, nhiều khi nó sờ vô nó không có bén mà. Mình nhớ phải vũa dưới cho nó sạch sẽ, đẹp đẽ, nó nhìn nó gọn. Học lớp 3 trường cháy. Đâu có trường cháy. Học lớp 3 cô giáo đi lấy chồng. Hồi cái thời đó mấy cô mà ở cô giáo là thèm chồng lắm, cho nên là bỏ học sinh trở lại bơ vơ. Hả? À, xong bây giờ học lớp 3 rồi. Ô, nhớ rồi, em 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 nhớ rồi. Em nhớ hay nói đường vi cái mỏng. Em nhớ rồi. Nhớ làm xong nhớ nha, nhớ gửi bài cho sư phụ nha, nhớ làm xong nhớ gửi neo cho sư phụ nha, cho sư phụ chấm điểm nha. Tại biết sao không, anh chị em nào gửi bộ neo đẹp đẹp á, anh chị em nào mới học của tình yêu á mà gửi neo đẹp là có trúng thưởng á, một chuyến du lịch đi Bắc Triều Tiên. Nhớ gửi mẫu đi cho em coi nha, được trúng thưởng á, một chuyến du lịch đi Triều Tiên á, Bắc Triều Tiên chứ không phải Nam Triều Tiên á. Anh chị em đừng có rời khỏi sân cỏ nha, còn một món nữa anh chị em là chẳng coi là coi luôn, để cho nó biết làm, chứ đang đắp bữa chừng biết cách đắp cái này rồi nhưng mà không biết đắp cái không biết làm cái kia rồi thôi. Làm sao ra chỗ này, cái này là làm nó dịu dàng dễ thương lắm, đẹp quá trời, nhìn thấy nó không có gì, khi đắp lên không có gì có ghi ra màu này, đẹp dữ trời luôn. Cái kia tay anh có bán không? Dạ có, 10 đồng một cái anh cho nơi à, anh gọi số điện thoại giùm em nha, 832-216-7717, em có bán 10 đồng một cái em. Me too. I'm okay now. You see it? Okay. Yep. Anh có bán không kìa? Thu quắc. À, tình yêu của Trung mà bán gì anh? Tình yêu là của Trung mà bán gì? Đâu phải của riêng ai đâu mà bán. Yêu là người ta có của chung thì không phải của riêng ai mà bán, không giống như mặt trăng đó, mặt trăng là của hàng mặt tử đó, nó của riêng của hàng mặt tử, nó muốn bán sao nó bán, còn tôi là của chung mà sao bán được, đúng không? Ta mặt tử là cái mặt trăng của hàng mặt tử, nó muốn bán sao nó bán, còn tôi đâu có bán được, là của chung. Rồi vừa xong mình làm cái món sau cùng ha. Tình yêu là của chung mà bán sao được, chỉ có giống như là riêng mới bán được cho chung sao bán.
lâu lâu bạn lâu lâu anh Lộc anh ta nói một câu nghe hay ghê, tình yêu có nhiều thú vui quá, nhìn tôi giống như thú vật vậy. Không có đánh mà mình chậm nữa nè, mình chậm nó thôi chứ mình không có đánh nha, đánh là thua đó, đánh là mình không có ăn được đâu, đánh là nó không có ra đâu, đó, chậm chậm nữa nè, thấy chưa? Nhớ nha, nhớ là chậm thôi nha, đừng có đánh nha, đánh là thua đó, đánh là nó không có ra đâu, thấy chưa? Nhớ là chậm cái đầu luôn, đẹp không? Nhớ là chậm nha, đừng có đánh nha, bây giờ chậm một ít thôi. Thấy không? Đẹp không? Em nói là không có đánh nha, mà chậm nha mọi người. Nhớ là cái nghe em nói là không có đánh nha, đánh như vậy là thua đó. Chậm 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 đó thôi. Em coi này. Đẹp không? Thấy chưa? Đó, xanh đỏ tím gì nó có sẵn.